Wi-Fi lag thế nhở? Chắc chắn có ai đó đang xài cái Wi-Fi nhà mình rồi. Nếu Wi-Fi nhà bạn cũng giống Wi-Fi nhà mình, vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra xem ai đang xài trộm Wi-Fi nhà mình. Cực đơn giản, nhớ follow và thả tim cho True Smart nha. Sau khi vào ứng dụng, các bạn nhấn cho mình mục quét tìm thiết bị ở đây. Các bạn nhấn vào và đợi nó quét này. Sau khi quét xong thì ứng dụng sẽ hiển thị ra các thiết bị đang kết nối vào Wi-Fi nhà bạn. Nếu bạn phát hiện ra một trong những thiết bị này đang sử dụng Wi-Fi chùa thì các bạn nhấn vào cho mình này. Và sự đây là thiết bị đang sử dụng Wi-Fi chùa nhà mình. Ở đây nó hiển thị ra các mục ở đây. Các bạn thấy gỡ bỏ thiết bị, các bạn nhấn cho mình rồi nhấn xóa. Đấy, thế là xong. À mình quên, app này có tên là Fing, có thể giúp các bạn kiểm tra xem có thiết bị nào đang truy cập chùa Wi-Fi nhà bạn. Thật đơn giản được không nào? Chúc các bạn thành công.